Tai nghe có bốn loại. Đây là tai nghe trong tai. Đây là tai nghe khuyên tai. Đây là tai nghe dẫn truyền xương. Đây là tai nghe treo tai nghe. Đây là tai nghe toàn cảnh mới phát hành. Trò chơi máu gì chưa từng thấy. Chỉ cái này 100 gói lại cho tôi. 100 bạn đùa à, hãy nhìn đây. Gửi tin nhắn cho anh rể, hẹn gặp lại ở chỗ cu tối nay. Tôi đi vẫn là công nghệ cao. Tất nhiên rồi, và nhìn kìa. Điều chiều đang muốn ho sang không nghe sao khi chất lượng âm thanh của tai nghe này tốt như vậy 300 cho tôi 300 cái này quá nhiều rồi anh ơi anh xem tai treo của anh ấy đều sử dụng chất liệu silicon mềm lỏng mà cũng là không vào tai không làm tổn thương tai điên cuồng cũng sẽ không rơi nâng các chip bluetooth năm ạ à. bốn để chơi game là không có sự chậm chế kết hợp với khoang sạc thời lượng pin lên đến 120 giờ hơn nữa còn có thể sạc ngược điện thoại ra ngoài còn có thể là một kho báu sạc bạn ơi đến giỏ hàng của tôi xem giá nhé sẽ khiến bạn bất ngờ đấy